Bye.
lòng người băng năm đi lòng thân nhỏ chẳng riêng mình và nhà người nếu luôn có nhân duyên cần riêng mình vào thời chuyên môn lòng địa phương nếu bị người đưa nói pháp thời chẳng thở răng cười chẳng phải không ngừng nhận đến bị pháp mà còn chẳng thân thương muốn lại là biết khác chẳng ưa nuôi để từ xa gì tôi và các trẻ nhỏ cũng chẳng ưa gần cùng chẳng tin mà càng pháp sư.
kiếm mọi người cùng bày đó là lời thăng lớn lãng. Người cùng giữ sau khi ta diễn đồ, nếu có bị thì kéo có thể diễn nói được kinh diệu mãn hoa này lòng thông chuột kinh lời không quán ngang chương hai cười lại không sợ sợ và cũng không liên tài lại cũng không sợ sợi không giao gây đánh thật cũng không xua đuổi ra vì ai rồi nhận mọi người đi theo tu tập tâm hình đời dường ai người ai đồ ăn lãng như ta nói ở trên công đức của người đó trong kinh mua nước kiếm tinh kể hay thì vô nói chờ đừng biết đang lại văn tu sư lời vì đại bồ tát ở đời rồi sau lúc mắt trần diệt ma ở đi đâu cùng kinh điên này nhớ ôm lòng gắn gan chưa nhớ cùng chớ kinh mang người học phần nào vẫn tìm chỗ hay nhớ nhớ kia nếu hàng thì kéo thì kéo đi ô bà tâm cơ bà di hoàng cầu thánh văn họ cầu diêm nhan thân cơ mà ta đeo đeo năm đàn làm nào đó khiến cho kia sanh lòng nghi hoài mà nói với người đó rằng các người kinh đạo sẵn xa trọn tâm thì đang vẫn nhớ tiếng chung thì vì sao vì các người đã kể muốn luôn biết để nói lời đạo cũng chẳng nên đi đường ngang qua có chỗ nhân trái và ở nơi thân ra chúng sanh lời tương đại vì đối với các nữ như lai thần tượng như cha lành đối với các bồ tát thượng lão đại đại sư và các đại bồ tát ở mười phương bài tâm tâm lệ lại với thân ra chúng sanh đều bình đẳng nói mà vì thuận theo pháp nên đem cho nhiều chẳng nói ít nhờ đến người được cơ pháp cũng chẳng vì nói nhiều văn tu sư lời vì đại bồ tát ở đời đó sao lúc pháp còn nghĩa đồ thành tựu được thành năng lần thứ ba đây rồi lúc nói pháp này không ai có thể nào đoạn đồng văn đồng học tu cùng cùng đọc cùng kinh này thiếu lần đại chúng thường đến nghe thôi nghe rồi ai nhớ nhớ rồi ai tụng tụng rồi ai nói rồi ai chém mặn bao người chém cũng như kinh quyền cùng kinh tôn trọng người khác đừng để con muốn tin là nghĩa trên mà nói kẻ đang nếu muốn nói kinh đại phải bỏ lòng kinh thôi ngỡ ngỡ dối ta vì thường tu hành chẳng chừng cho nên kinh miệng người cũng chẳng hiểu luận bao nhờ kiến kia quy hỏi rằng người chẳng thân quân mượn từ đó nói mà tự như hoa hay nhận từ bi với thân trái chẳng sanh lòng biến đi vô tạng đấng mười phương tự chúng nên thành đạo phải sanh lòng cùng kinh đó là đại sư ta rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cõi thơ là phương tác lên ngồi
Nhân
Vì sao những người đó
Con Bồ Tát Thiên Hạ Bi Đông Số Đại Bồ Tát Bồ Tát Giang Đẳng Giang Giang Lại Con Hai Tự Thiên Hạ Bi Đông Số Đại Bồ Tát Hai Đời Sẽ Đồng Bồ Tát Giang Đẳng Giang Giang Lại Con Bồ Tát Thiên Hạ Bi Đông Số Đại Bồ Tát Bồ Tát Giang Đẳng Giang
Nói lọ mà cũng thấy yêu con người tâm tâm lòng sạch mà ngay thật không lòng hay
Lời ngài nói nơi chỗ đây chỉ của kia kinh nam nam ngồi nằm nhận lên nói một kẻ trong đây đến say ra rằng
công chúa bồ tát bồ tát tu hành tu bồ tát ni đề đề tam ni bồ tát tam lưu vị sanh tam bồ tát giới ra chi bồ tát giới bồ tát minh giới bồ tát minh tam giới chi bồ tát tu giới bồ tát tu tam bồ tát tam giới ra bồ đề giới bồ tát giới bồ sở đẳng cô bồ đề tam đại tam giới ba la mật đa bồ tát bồ quay lại Oh.
Namo 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 Namo